Quán luận Theo cuộc kết tập kinh điển lần thứ y y, vi diệu Pháp được đưa vào luận tảng, một trong ba tạng kinh điển. Luận tảng bao gồm phần giải thích và biện luận kinh điển hay những lời Phật dạy. Luận tảng đầu tiên được mọi người công nhận là của Ngài Đại Ca Diếp, một đệ tử của Phật biên soạn, nhưng mãi về sau này mới hoàn thành. Trong số những bộ luận nổi tiếng phải kể đến bộ trung quán luận. Trung quán luận còn gọi là trung luận với bốn quyền. Bộ luận thứ nhất và cũng là bộ luận chính trong ba bộ luận chính của Tam Tông Luận. Bộ trung quán luận do Ngài Long Thọ biên soạn, may mắn nguyên bản tiếng phản vẫn còn tồn tại. Bản hán văn do Ngài Cư Ma La thập dịch. Tác phẩm này gồm 400 bài tùng. Trong đó Ngài Long Thọ đã bác bỏ một số những kiến giải sai lầm của phái tiểu thừa hay của các triết gia thời bấy giờ từ đó ông bác bỏ tất cả những quan niệm duy thức và đa nguyên để gián tiếp thiết lập học thuyết, nhất nguyên, của mình. Triết học trung quán không phải là chủ thuyết hoài nghi mà cũng không phải là một chủ thuyết bất khả chi luận. Nó là một lời mời gọi công khai đối với bất cứ ai muốn trực diện với thực tại. Theo nghiên cứu về Phật giáo, Ngài Tăng Hộ đã nói về lý tưởng Bồ Tát trong trung quán như sau. Phật giáo có thể ví như một cái cây. Sự giác ngộ siêu việt của Đức Phật là rễ của nó. Phật giáo cơ bản là cái thân cây, các học thuyết đại thừa là nhánh của nó, còn các phái và chi của đại thừa là hoa của nó. Bây giờ, dù hoa có đẹp đến thế nào thì chức năng của nó là kết thành quả. Triết học để trở thành điều gì cao hơn là sự suy luận vô bổ phải tìm động cơ và sự thành tựu của nó trong một lối sống. Tư tưởng ngần phải dẫn tới hành động. Học thuyết này sinh ra phương pháp. Lý tưởng Bồ Tát là trái cây hoàn mỹ, chín mùi trên cây đại thụ của Phật giáo. Cũng như trái cây bao bọc hạt giống, vì vậy bên trong lý tưởng Bồ Tát là sự kết hợp của tất cả những thành tố khác nhau và đôi khi dường như chia rẽ của đại thừa theo dây đép sinh trong đại cương triết học trung quán, chúng ta thấy rằng những nét chính yếu của triết học trung quán vừa là triết học vừa là thuyết thần bí. Bằng cách sử dụng biện chứng pháp và chiếu rọi sự phê bình vào tất cả những phạm trù tư tưởng. Nó đã thẳng tay vạch trần những khoa trương hư trá của lý trí để nhận thức chân lý. Bây giờ người tầm đạo quay sang với thiền định theo những hình thức khác nhau của không tánh và thực hành bát nhã ba la mật đa. Nhờ thực hành tinh thần đức hạnh du già, người tầm đạo theo trung quán dọn đường để tiếp nhận chân lý. Tại giai đoạn sau cùng của bát nhã, những bánh xe tưởng tượng bị chặn đứng, tâm trí vọng động lắng động tịch tịnh lại và trong sự tịch tịnh đó, thực tại cúi hôn lên đôi mắt của người tầm đạo kẻ đó đón nhận sự tán dương của bát nhã và trở thành hiệp sĩ phiêu du của chân lý. Đây là kinh nghiệm thuộc về một chiều khác, một chiều vô không gian, vô thời gian, nó siêu việt lên trên lãnh vực của tư tưởng và ngôn ngữ. Cho nên nó không thể diễn đạt được bằng bất cứ ngôn ngữ nào của nhân loại. 9. Du già sư địa luận Trước khi nói về bộ du già sư địa luận, chúng ta hãy nói một chút về trường phái Du Già. Du Già Sư hay Du Già Tăng là vị thầy dạy giáo thuyết của trường phái Du Già. Một trong những pháp tu tập chủ yếu của hệ thống Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, liên hệ tới việc thanh tịnh sự tỉnh thức của hành giả bằng cách mường tượng vị đạo sư của mình như một vị Phật. Hành giả tưởng tượng vị đạo sư của mình như là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh tuyệt hào của chư Phật. Và đồng thời hành giả cũng tu tập tâm thái nhận thức chính mình và vị đạo sư của mình đều không có thực hiểu. Cũng bằng cách mường tượng chính mình và vị đạo sư là bất khả phân về tánh, người ta có thể đạt được Phật quả nhanh hơn bằng cách trở nên quen thuộc với thực chứng thuộc tính của Phật quả. Trường phái Du Già là trường phái tu tập thiền định Du Già, một loại Tam Ma địa đặc biệt. Bài tập Du Già, Yoga còn gọi là duy thức Vainanavada Hay là trường dạy về nhận thức già Yoga Phật giáo do Maitreya Natha Vô trước Asanga Và Thế Thân Vasubandhu Sáng lập Theo ý tưởng trung tâm của Yogacara Mọi cái có thể chi giác được đều là tinh thần Chi giác là quá trình sáng tạo bằng tưởng tượng Theo Yogacara A lại ra thức Cơ sở của sự chi giác mọi vật và là nơi tàng chứa tất cả những ấn tượng của chúng ta A lại ra là nhân tố quyết định sự chín mùi của nghiệp A lại ra thức được ví như dòng sông, trong đó nước được ví như những nghiệp Đã có nước, nghiệp, thì dòng sông dù muốn hay không muốn vẫn phải chảy, như những nghiệp thức được mang từ đời này sang đời khác theo Phật giáo xưa thì con đường giải thoát của Yogacara được chia làm bốn giai đoạn. Một, con đường chuẩn bị, nơi Bồ Tát nguyện theo học thuyết với toàn bộ tinh thần. Hai, con đường suy tưởng, nơi Bồ Tát đi sâu vào học thuyết đạt được hiểu biết và bước vào giai đoạn thứ nhất trong thập địa. Ba, con đường sáng tạo tâm linh, nơi Bồ Tát thiền định và đi sâu vào thập địa. 4 con đường kết thúc, nơi mà tất cả mọi uế trược đều bị xóa trắng nhằm chấm dứt chu kỳ luân hồi. Chấm. Du già là một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại thừa. Phái Du già gắn liền với tâm thức, họ không binh vực nhiều cho thuyết không sinh khởi dù rằng họ cũng chủ trương thế giới này là không có thực. Như vậy, Phật Trung quán Lẫn Duy Thức tông đều xác nhận tính chất ảo ảnh của thế giới cũng như vậy những người theo phái bất nhị cũng bám chặt vào thuyết ảo ảnh để giữ vững niềm tin và giáo lý của mình sankarakarya một người binh vực nhiệt tình của trường phái bất nhị đã sử dụng vũ khí là thuyết ảo tưởng này để chống lại những nhà duy thực viellings đối thủ của ông đó là những người nyaikus và vesicus do đó ông được gọi là một phật tử bí mật Sankara trong việc biện hộ cho tính chất không thực của thế giới là điều hợp lý và xác đáng, vì theo áo nghĩa thư. Apenisert, thì trước đây chỉ có người bà La Môn hay Atman. Cái ta, là có thực mà thôi, còn mọi thứ khác đều không thực và không lành mạnh. Sự tuyên bố như vậy cho thấy rõ ràng ngoài người bà La Môn hay Atman ra không có gì là thực cả. Một câu hỏi được đặt ra đâu là nguồn gốc chủ thuyết ảo ảnh của sankara rất có thể nguồn gốc này là từ những người phật giáo đại thừa ngay trước ông mặt khác nguồn gốc có thể là từ bộ sastitantra bộ luận nổi tiếng về nhị nguyên sankhya philosophy chấm được biết trong bộ sastitantra có một câu về vấn đề này là bản chất sau cùng và thực sự của trí tuệ thanh tịnh hay sức mạnh của nhị nguyên thì không thể nhìn thấy còn những gì chúng ta nhìn thấy được thì hoàn toàn không thật giống như một vật thể hư ảo hay ảo ảnh nhân đây cần biết thêm rằng các kinh bộ của phật giáo trước đây không hề nhắc đến chủ thuyết ảo ảnh dù giả tông là một trường phái tư tưởng khác có liên quan mật thiết với trung quán đặc đức tin và lòng sùng mộ nơi chư phật và chư bồ tát nhưng công trình hệ thống hóa do các nhà trung quán thực hiện đã bỏ rơi một vài ý tưởng quen thuộc của Đại thừa Bùi Ban Sơ. Sau này phải chịu nhận một sức đè nặng lớn lao của những sự phát triển song song với Ấn Độ giáo. Ảnh hưởng của triết học du già Sankhya thấy rõ trong duy thức tông do Ngài Vô Trước thành lập vào khoảng năm 400 sau Tây Lịch, đặt giải thoát trên sự quán tưởng nội quán được gọi là phép du già các luận sư nổi tiếng của trường phái này là vô trước là vô trước và thế thân vào thế kỷ thứ tư. An Huệ và Trần Na vào thế kỷ thứ năm. Pháp Trì và Pháp Xứng vào thế kỷ thứ bảy. Tịch Hộ và Liên Hoa Giới vào thế kỷ thứ tám. Vân vân tiếp tục sự nghiệp của người sáng lập bằng những tác phẩm của họ và đã đưa trường phái này đến một trình độ cao. Trường phái này đạt đến đỉnh cao ảnh hưởng trong thời kỳ của vô trước và thế thân tên gọi du già hành tông là do vô trước đặt còn tên duy thức thì được thế thân sử dụng trường phái duy thức du già là một nhánh quan trọng khác của phái đại thừa theo kết trong trung anh phật học từ Điển, còn gọi là du già phái tên gọi chung của mật giáo giáo thuyết du già do ngài pantahali sáng lập vào thế kỷ thứ hai trước tây lịch sau đó được ngài vô trước thành lập tông phái du già vào thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. Ngài Huyền Trang là một đệ tử và một người bênh vực triệt để cho tông phái này. Ông đã dịch bộ du già sư địa luận của ngài tối thắng từ Bồ Tát. Chấm, nhưng theo giáo sư Ba trong trong 2.500 năm Phật giáo, du Già tông được ngài Mây Tô -ya hay Mây Tô -ya sáng lập vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch người ta nói bồ tát di lặc đã đọc cho ngài vô trước chép lại trên cõi trời đâu suất nói về giáo lý căn bản của phái du già hay duy thức. bộ luận được ngài huyền trang dịch sang hoa ngữ đây là giáo thuyết của trường phái du già giáo thuyết chính của du già cho rằng đối tượng khách quan chỉ là hiện tượng giả hiện của thức a lại ra là tâm thức căn bản của con người cần phải xa lìa quan niệm đối lập hữu vô tồn tại và phi tồn tại thì mới có thể ngộ nhập được trung đạo. Chấm. Du Già sư địa luận, bàn về những vùng đất của Yogacara. Các địa của Du Già. Chấm. Đây là tác phẩm căn bản của trường phái Du Già. Yogacara. Tác giả có thể là Maitreyanatha hay là vô trước Asanga. Chấm. Bộ Du Già Sư Địa Luận nhấn mạnh vào việc luyện tập thiền làm phương pháp hữu hiệu nhất để đạt đến chân lý tối cao. Body. Chấm. Phải đi qua, thập địa, của quả vị Bồ Tát mới đạt đến Bồ Đề. Bộ Du Già Sư Địa Luận nhấn mạnh rằng không có gì ngoài ý thức và ý thức là thực tại cuối cùng. Tóm lại, trường phái này dạy cho người ta chủ nghĩa duy tâm chủ quan, nghĩa là chỉ có ý tưởng là có thật bộ du già sơ địa luận cho thấy rõ khía cạnh thực hành của triết lý này còn tên duy thức vai nanavada làm nổi bật các đặc điểm lý thuyết kinh lăng già lankavatara sutra một cuốn sách quan trọng của trường phái này cho rằng chỉ có tâm ý sitamacha là có thực còn những vật thể bên ngoài thì không những vật thể này không có thực chúng như là mộng mơ ảo ảnh tâm ý ở đây khác với a lại ra thức vốn chỉ là kho chứa đựng ý thức tạo đối tượng cho sự đối ngẫu chủ thể và đối tượng về sau này có bộ sách giải thích và phê bình bộ du già sư địa luận du già sư địa luận thích do ngài tối thắng từ bồ tát soạn ngài huyền trang dịch sang hoa ngữ